Lương về rồi. Giờ mình sẽ làm gì nhỉ? Làm đạo diễn cực nhọc vất vả suốt 3 tháng nay. Giờ đến lúc phải hưởng thụ chứ. À đúng rồi, phải mua một bộ PC mới được. Về nhà chơi cho sướng. Đi luôn. 2000 years later. Hello em. Hôm nay anh được nghỉ. Với cả đang rảnh này thì anh nghĩ là muốn mua một PC. Em tư vấn giúp anh. Ok. Cho em hỏi là cái nhu cầu của anh là gì, anh cho bộ PC này nhu cầu của mình là gì anh? Anh thì nói chung là ở nhà cũng rảnh lắm, thì anh chỉ cần một cái bộ để anh có thể edit một số các cái video đơn giản thôi. Với cả thi thoảng thì anh chơi Among Us. À ok, tức là cái nhu cầu là vừa làm vừa chơi. Ừ, vừa làm vừa chơi, okay. Nhưng mà đấy, anh chỉ chơi Among Us thôi. Ok, tức là với cái nhu cầu đấy thì em sẽ hướng cho anh tư vấn là về con chip sẽ là con i3-10100F của Intel. i3-10100F thôi? Vâng, đúng rồi. Ôi, thôi, đây, đây. Em trai. Ok. Anh chơi Among Us nhưng mà phải ở độ phân giải là phải đạt đến 3000 FPS. Really nigga. Okay, phân giải là 2K. Vâng. Nếu mà anh cốp cái này rồi ấy, thì em sẽ tư vấn cho anh luôn, đấy là con i9-10900K anh nhé. Con này thì hiện tại đang gọi là mắc binh của Intel. Con chip thế hệ mới, đầu thế hệ thứ 10, 10x20 luồng mạnh nhất bây giờ luôn anh ạ. Và con này bóc áp rất đẹp luôn. Con này anh cũng vừa xem ở trên một số các cái trang web thì cũng mới ra cả. Vâng đúng rồi ạ. Ngoài ra thì nó có một cái khuyến mãi là anh sẽ được tặng một cái code game Adventure ở trên cái cổng game Steam. Thế là có game luôn. Mới chơi rồi. Game này giá thị trường là quanh 1 triệu đấy ạ. Thế biết cho anh con này. Mình đã chọn được con này rồi ấy, thì mình sẽ chọn cái bo máy chủ gọi là để gồng gánh được nó. Thì em sẽ tư vấn cho anh con Z490 Unify. Đây là một cái mã sản phẩm mới của thương hiệu MSI. Anh nói thật là anh fanboy của MSI. Fanboy dòng đỏ, ok. Fanboy MSI này là quá chuẩn không, của anh rồi. Không thể không chọn con này rồi. Được. Nếu mà anh đã là fanboy của MSI thì em sẽ tư vấn hôm cho anh luôn. Hôm nay anh sẽ để cho em tư vấn cho anh từ đầu đến cuối luôn. VGA mình cũng sẽ chọn con MSI luôn anh nhé. Cụ thể là con 3080 mình vẫn còn hàng cơ à? 3080 hiện tại là chắc chỉ còn một con này thôi đúng không? Vâng đúng rồi. Hiện tại chỉ còn duy nhất một chiếc thôi. Đây đang là cái phiên bản mới nhất của Nvidia đến từ thương hiệu MSI. Bởi vì lúc anh có nghe là anh muốn là chơi cái trò Among Us ở cái anh muốn là 3000 FPS đúng không? Thì mình phải biết coi main MSI thì cái cạc cũng phải là MSI luôn. Nó đồng bộ. Vâng đúng rồi. Đúng rồi. Về cái RAM ấy thì nếu mà mình vừa muốn đẹp mà vừa muốn dùng tốt thì em sẽ giới thiệu anh cái dòng RAM của ZQ có led RGB luôn. Mình sẽ nếu mà vừa nhu cầu của anh nhá, vừa làm vừa chơi ngon, mình phải chọn quả RAM 32GB mới xứng tầm với cái máy này. Mà phải tích cho anh bớt 3600 nhé. Ok, mắc binh là 3600 luôn. Mình sẽ mua pick cái kit 2 thanh 16 là 32GB. Thì trên main nó vẫn có 2 slot, sau anh có muốn nâng lên thành 64 nó vẫn còn chỗ để cho anh nâng. Chạy đua channel. Được. Tiếp theo là về phần ổ cứng thì cho em hỏi là mình có lưu trữ nhiều không? Về phần ổ cứng như thế này, anh vừa để cài Win mà anh không thích chia nhiều đâu. Vừa để cài Win mà cũng vừa để lưu trữ cái Among Us thì em biết là dung lượng bao nhiêu rồi. Vâng. Cái thi thoảng nặng thì nặng, có nặng mấy cái project làm việc thôi. Vâng. Anh lấy tranh một con 1T đi. Okay. Bây giờ chơi hẳn SD1T luôn anh ạ. Ừ. Thì em sẽ tư vấn cho anh cái dòng ổ của Western Digital anh nhé. Western Digital. Vâng đúng rồi. Cái dòng ổ Western này đúng không? Vâng đúng rồi. Con Blue bảo hành 5 năm luôn. Tốc độ đọc ghi rất ổn định. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái gọi là cái linh kiện gọi là tối quan trọng. Đó là cái bộ nguồn để cấp điện cho nó. Vì mình pick cái cạc MSI 3080 cái mini trial ấy, đấy là một cái dòng cạc nó ăn điện rất là nhiều. Thì cái dòng cạc nó yêu cầu là mình phải dùng cái loại nguồn 1000W và phải là công suất chuẩn 80+V nhé. Thì nó mới đủ cần. Đúng rồi. Thế thì pick anh một con 1000W. Hiện tại thì bên em đang có cái mã của Cooler Master nhé.
cái dòng 1000W. Cái dòng này là dòng bảo hành 5 năm của Cooler Master dây 1000, và nó là dạng nguồn full module. Và cái dạng nguồn dây rời ấy, thì khi mà mình lắp, mình build máy ở lắp trên những cái bộ cây cao cấp ấy, thì mình sẽ đi dây rất là đẹp và gọn. Đây là dòng dây nguồn. Nói chung là mình sử dụng dây nào mình cảm thấy đấy. Đúng ạ, nó rất là tiện. Thế thì cho em hỏi là mình có nhu cầu gì đặc biệt về vỏ cây không? Anh nhìn về vỏ cây nhá. Hôm trước anh vừa ngắm một cái con rất là đẹp có tên là Fantech Evo X thì phải. Fantech đúng không ạ? Ừ, Fantech Evo X. Em kéo xuống dưới anh xem là vào. À, lên trên, không phải. Lên trên trước. À đây. Đây đây, em gray. Con màu xám này đúng không? Đúng rồi. Con này thì là một cái con vỏ cây cao cấp đến từ thương hiệu Fantech anh nhé. Nó sẽ có hai cái dàn led đằng trước, khung thì toàn bộ là bằng thép hết. Và con này cái điểm đặc biệt rất hay của nó là có hai mặt đều là kính cường lực hết, rất là đẹp luôn. Thiết kế dạng cửa sổ rất là hay, okay. Khung chắc chắn. Và bên mình sẽ đến một cái thiết bị cũng rất là quan trọng, đấy là cái tản nhé, cái tản cho nhiệt. Cái chip đúng không? Tản nó sẽ chịu trách nhiệm là làm mát khi mà mình vừa chơi mình vừa làm. Cái con chip của anh ấy thì em sẽ tư vấn cho anh, đó là cái mã tản nhiệt nước EK Radiator 240 nhé. Đây là một cái mã sản phẩm mới nhất của EK. Con này thì nó sẽ gánh tốt con chip của mình luôn, cả trong tác vụ làm đồ họa này, chơi game hoặc là mình làm những cái tác vụ nặng khác. Đấy, bảo hành 4 năm anh nhé. Bảo hành 4 năm luôn. Có cả led RGB single main luôn. Đấy, rất là tiện. Đây, chắc okay. Là đủ đồ rồi nhỉ? Vâng. Đây thì em sẽ thông báo cho anh biết về tổng thiệt hại của mình. Ây à, dạ, chết rồi. Hiện tại thì tổng thiệt hại của mình đang là 67.533.000. Chỗ này có đủ thì bên em sẽ có một cái khuyến mãi là khi mình build máy PC ở mức trên 60 triệu đồng, mình sẽ được có một cái khuyến mãi là trừ luôn 3.500.000 vào giá, hoặc là lấy một khóa tặng hiện vật. Thì không biết là anh chọn phương án nào. Thế này thì cứ trừ thẳng vào giá luôn đi chứ còn suy nghĩ gì nữa. Okay. Thực tế là cứ trừ luôn 3.500.000 thì mình sẽ còn 64 triệu anh nhá. Ok anh. Thôi bây giờ đến phần quan trọng nhất là thanh toán này. Em mời anh vào thanh toán anh nhá. Thanh toán thì đơn giản. Ok đi.